cổ đại. Sự sống này nó được bắt đầu từ một cái nguồn cơ bản nha, đầu tiên đó là khí, và người ta gọi khí là mẹ của vạn vật. Nắm được chưa nè? Và người ta dùng những cái câu chuyện truyền thuyết nha, người ta dùng những cái câu chuyện thần thoại, rồi sau đó người ta xây dựng những cái học thuyết tư duy triết học nha, để mà người ta lý giải cho những quan niệm này. Giống như bây giờ ở cái thời đại bây giờ mình học sinh năm lớp 8, lớp 9 á, để mà giải thích là vì đâu có con người, thì ở phương Tây bằng kiến thức khoa học phương Tây giải thích là sao với em, thông qua cái học thuyết tiến hóa của Darwin đúng không, con người là bắt đầu từ ai, từ một cái loại loại gì, loại vượn hả hay tinh tinh hay gì đó. Thì cái triết lý âm dương này nó cũng giống như cái bạn bạn Nhật mới gõ trong cái khung chat cho cô vậy đó. Ở bằng cái kiến thức khoa học nha, người ta lý giải bằng kiến thức của vật lý, người ta lý giải thế giới vật chất này hình thành nên bởi những cái nguyên tử, cái đơn vị cơ bản nhỏ nhất của thế giới vật chất, âm dương, âm. Người ta lý giải là hình nguồn gốc con người hình thành nên từ cái gì, từ sự tiến hóa của những cái loài vượn cổ mà người đặt tên đó là thiết tiến hóa. Nhưng mà hồi xưa người ta đâu có đủ kiến thức đó để người ta lý giải, thì người ta dùng gì, dùng âm dương để người ta lý giải được ha. Rồi cô mở cái slide này cho mấy đứa coi ha. Rồi như vậy ha, nãy giờ cô đã giải thích cho mấy đứa hiểu một cách cơ bản nhất khí là gì. Không có khí mình không có sống nổi đâu nha. Như vậy thì khí được coi là mẹ của vạn vật nha, nó là những cái hạt siêu nhỏ đúng không, nó là lực, nó là sống, nó là năng lượng, nó là cảm xúc, vân vân và vân vân. Nói tóm lại là nó liên quan đến cái gì, một cái cách hiểu đó là nguồn năng lượng sống của vạn vật. Và từ khí sinh ra hai cái thực thể.